Đâu đây? Ê! Một này. Tìm nó gần đây thôi. Thầy chưa lót map đứng im. Ở ngoài có tiếng bắt nhau xa luôn tầm đồi. Trên nhà này, trên này nhà có người. Trước trước mặt tôi thằng nữa này, ngoài này. Trong nhà này có này. Sau cái nhà này nhé. Thằng không có đồ. Nóc này. Giết thằng trong nhà đi rồi xí bọn đồ. Trên này. Ai bài? Rồi, thế còn bọn ngoài đồi đâu. Đây đây đây. Nó đang bắn bọn bên xe. Nó ở đây này. Giáp 5 này. Hai thằng. Hai thằng giáp 5 cả. Tản đá này. Dí 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 luôn đi, nó bị cả bên xe. Nó bị cả bên xe, nó đang bị kẹp ấy. Dí luôn. Xe cũng mở bốn kìa. Ờ mình dí luôn. Chết Ok. thẳng rồi, chỉ còn lại em. Nhanh rồi, dí được luôn bọn này, dí Từ luôn từ nhá. từ, đang bị vướng hai thằng là bắn. Đây 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 đang ra bắn hai tầng này. Tầng 2 hay là trên mái? Tầng 2. Tầng 2 thấy. Mẹ. Ngay ngay cái ôi luôn. Viên mồm này kia. Xong xong xong. Bọn kia đẩy xuống này. Đẩy sau sau đây. Đéo phải là đẩy mà nó bị bọn kia bắn kinh quá nó dồn về đây đấy. Kia cũng là 4 nha, không đùa nha. Thấy có thằng vừa nó chạy xuống ấy, cẩn thận nha. Ba lô hai dòng cứu ở ông đi. Chạy xuống thật ta lịch ở đây tầng 2 này, tầng Ê, thấy 2 chưa, nhà thấy đấy. chưa, thấy chưa. Hai thằng này, đúng rồi, hai thằng giáp Nhận giáp 5 đấy. lập nhiệm vụ đấy. Đéo phải đâu, đéo phải nộp đâu, mà nó bị bắn Là ở không kia được có nó cả về thằng dột nộp nhiệm xuống. vụ. Ừ. Này rằng co nhau đấy. Tưởng nhiệm vụ dynamic không tính. Cái phòng nộp nhiệm vụ. Giờ bọn bên xe kia mà nó đẩy vào thì đẹp. Đây là không biết nó đẩy bọn nào, nó có đẩy nó ở đây, nó nghe thấy súng nó có đẩy mình không? Không, bọn này vừa nó bắn nhau với bọn bên xe mà. Nếu mà bên xe nó dí là sẽ dí bọn này. Kìa nó nhìn thấy nó kìa, nó ngó ngó tầng rồi. Ô cửa. Công nè. Qua đường đi các bạn. Làm gì có ai đâu. Đéo có thằng nào mà công qua đường. Né vất vừa cầm gấu táp. Táp thì hai thằng này ít nhất trên núi phải dụng thằng. Mình táp bằng AK. Hai bên ngồi im thở khẽ hút thuốc thiết các kiểu. Rồi, rồi có một bọn nào thúc một đít bọn này nữa. Vớ vẩn nó lại rình rình sau lưng mình. Vẫn hai cái lọc súng thỏa rồi. Đây tôi thấy đây, nhưng mà chẳng làm gì cả. Nhảy ra một, nhảy ra hai rồi kìa, cả hai ra rồi kìa. Đây, 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 chạy ra, chạy bên kia nào. Nếu mà nó mà chạy ra đồi là mình đi luôn nhá. Chắc là mình con gà đấy Ôi, chứ gì. quên rồi. Nó mở Nó lại nhảy sang vào, lại nhảy vào, lại nhảy vào tầng 1, hai đang nhảy vào tầng 1. kệ nó. Đéo cầm thêm đạn nữa. Phát đây để nó chạy Bắn ra gì? ngoài đồi bắn thì đẹp. Em bắn súng gì? Táp. Đã lên tầng 2 rồi kìa. Để chắc là nó định chạy chạy lại về cái mỏm đá cũ của nó đấy. Cho nó chạy vào đấy thì đẹp, bắn thoải mái. Đến đoạn đồi thì hết chỗ nấp. Chạy trụ này. Ôi cẩn thận ngất luôn đấy. Một thằng sang đường, một thằng sang đường hi. Thằng sau nhà ông rồi đấy. Ờ, chỗ này tôi đéo bắn được. Bắn thằng sang đường. Rồi. Nuôi đi hier, nuôi đi, nuôi đi, nuôi đi. Nuôi hẳn về bên này đi. Anh có dưa sang bên phải đi, kê luôn bên phải đi. Em ở đây em đéo kê được. Tao đây, tao đây.
Ừ, anh em nhìn luôn ở bên đấy đi. Đi ở đấy cẩn thận, vẫn bị thằng ở đây bắn nha. Trước mặt đi. Nhảy vào tường trong rồi, nhảy vào trong rồi. Vào nhà 2 tầng trước mặt đi ấy. Thằng này sang đường này. Yếu này, thằng này yếu này. Ok Ui á. kìa. Yếu lắm rồi, bồn hoa gần tôi ạ. Anh có duyên lúc thằng này rồi. Đừng sang, đừng sang gọi, đừng sang gọi, đừng sang gọi, đừng sang gọi. Bắn bắn cơ gọi, bắn kẹo. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Anh sẽ lên đấy được. Đừng chạy sang, đừng chạy sang, không chạy sang. Nó Đỡ trước sống mặt mà em đỡ này, thùng gỗ sống. trước mặt em này. Ui anh. Thùng gỗ đã sang đấy rồi á? Ừ. Cứu được không? Nếu mà cứu được cứu em. Đi đâu? Anh ơi, nếu mà cứu được cứu em trước. Cứu đi, cứu cứu đi, thằng này nó đang bắn nhau với em rồi, cứu đi. Trời ơi. À, đang cứu, đang cứu. Ui. Rồi, Anh có hai. hai quả đầu vãi lộn đấy. Bắn thằng vàng mà bắn vậy nó không chết. Thế còn team bên kia này. Biến xe chắc vào ski rồi. Nào này, em sang đường cậu à. Anh em cho xin bình nước nhé. Còn máu nữa hết nước. Nước có này. Nhà tắt mic à? Đéo nói chuyện à? Vẫn còn nước mà. Ô là giáp 5 M4 à? Ok. Báo nãy Hai thằng giờ gấp thế là năm này cơ. cả nước ở đây thì này, khẩu M4 này. Đấy đi, tôi Thôi bảo đâu? tôi ấy, tôi nhặt khẩu M4 nữa. Ở đây nó có hai khẩu thôi á. Thì mỗi thằng một khẩu thôi, còn thằng này tôi cái thằng núp núp đầu ở đây nó có khẩu. Còn hai này thì mỗi thằng khẩu ấy. Nó bắt nhau bọn nhà xe ấy, nó còn chắc là chưa giết được bọn nhà xe thì nó mới Đấy còn nước này ơi. quay lại Tao bảo đây. chị. À thằng bọn này bọn vừa lấy này, M4 đạn vàng này. Giày tím lên À cũng đạn vàng à? Ờ. Đổi mũ rồi, đã phải tát mũ rồi. Này như đầu bùi ấy. Thứ nhất Trung ơi. Ừ. Anh em đang lựa đồ. Quẹo lựa. Khẩu M4 này. Nhận vứt mẹ đi. Lỏ đấy là Đấy không ấy phần đấy mẹ mình đang dội cho 3 quả lửa vào đấy là cũng ngất đi mẹ. sấy nó quả đang gì đợi quả đằng kia bò vào để nó cứu mà sấy quả gì quả tồi thật đấy. Sấy kém đấy. Này chơi ít đi chứ Đây, đây đây không đây đây nó giết một team ở đây này mà không biết là nó nút chưa, khi nó nút rồi. Ừ nút rồi. rồi rồi sao ít đồ thế. À còn chung Nhặt chung nhặt chung trước nhặt. mặt này chung ơi. Gần 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 hòn đá Hiểu này. hiểu 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 Cô tôi để cho từ ra ra đã. Lên này, lên nước, lên nước. kia còn nữa, bên kia còn nữa, chết thằng này đã. Vẫn đang bắn này ô. Kia còn nữa, gần đang 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 Đéo nấp được. vô địch mẹ. Sầm mốc anh ơi, nó công, nó công, nó công. Nó công giữa đường kìa. Sầm mốc cứu được. Mốc. Không có sầm Đừng mốc. ra, đừng Thôi thôi ra, thôi không thôi cứu không kịp. không sầm mốc rồi Không thôi. kịp trời ơi. Không sầm mốc rồi thôi. Chạy qua lại luôn đi. Tìm nó còn một anh ơi. Còn mỗi mình à, ừ, còn mỗi mình ở đây thôi. Nghi bắn nhiều Chơi quá không của chết. Hello cả nhà. Mẹ mày quen tay bấm phím Z nằm ở bên Đấy, đéo PUBG. cầm. Đéo cầm vừa đéo cầm.